Khép lại kỳ Paralympic Tokyo 2020 với một tấm huy chương bạc môn cử tạ, có thể nói thành tích này đã vượt qua mong đợi của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam trước lúc lên đường, và đó cũng là nhờ vào sự nỗ lực, lòng quyết tâm, ý chí kiên cường của các vận động viên. Có thể nói Paralympic Tokyo 2020 không những đã khơi dậy tinh thần thể thao và sự đoàn kết giữa người khuyết tật trên toàn thế giới, mà còn thắp sáng hy vọng cho các đối tượng được xem là yếu thế trong xã hội. Cũng giống như Olympic Tokyo 2020, kỳ Paralympic năm nay được xem là đặc biệt nhất trong lịch sử bởi nó diễn ra trong bối cảnh cả thế giới vẫn đang tiếp tục chiến đấu chống lại đại dịch COVID-19. Với thông điệp We have wings, hiểu đơn giản nghĩa là chúng ta có những đôi cánh. Có lẽ đó là những đôi cánh đã giúp các vận động viên khuyết tật vươn lên, vượt qua số phận để làm nên những điều kỳ diệu, phi thường trong cuộc sống. Để chuẩn bị cho cái sự kiện thể thao lớn nhất thế giới dành cho người khuyết tật thì các quốc gia đều có cái sự nỗ lực chuẩn bị cho các vận động viên của mình tranh tài ở các môn thể thao trên cái đấu trường mang đầy ý nghĩa nhân văn này. Ở Việt Nam chúng ta thì do tác động của đại dịch Covid cho nên cái việc tập luyện của các vận động viên cũng gặp nhiều khó khăn. Nhưng mà chúng tôi nghĩ nhìn tổng thể thì đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Với đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam, các vận động viên thi đấu ở 3 môn là bơi, cử tạ và điền kinh. Dù khó khăn chồng chất khó khăn, nhưng các vận động viên đã thi đấu bằng tinh thần quật cường nhất. Và chiếc huy chương bạc ở môn cử tạ của Lê Văn Công đã phần nào khẳng định điều này. Cái thời gian chuẩn bị cháu Paralympic lúc đầu thì rất là suôn sẻ, nhưng cuối tháng 3 vừa rồi thì tôi lại bị tái phát chấn thương, bị rách sụn vai và bị phù thủy xương, thì đấy là một cái chấn thương rất là nặng. Tôi phải nghỉ điều trị, và trước lúc sang Tokyo để tham gia giải đấu thì tôi chỉ có 4 tuần lễ để tập luyện cùng với 1 tuần lễ tại làn vận động viên. Đây là một sự cố gắng để mình vượt qua được chính bản thân mình để giành được tổng huy chương bạc. Chiếc huy chương bạc của Lê Văn Công đó là thể hiện cái ý chí, cái khát vọng, cái nghị lực phi thường của Lê Văn Công. Và vì vậy chúng tôi đã đánh giá nó cao ở chỗ là nó quý như huy chương bạc, bởi vì Lê Văn Công trong 2 đợt vừa rồi là bị chấn thương, có những giai đoạn chấn thương rất nặng nề, cho nên nó ảnh hưởng đến sức khỏe. Đến quá trình luyện tập của Lê Văn Công. Thứ hai là các cái điều kiện để thi đấu quốc tế nhằm cọ sát, nâng cao thành tích và cũng là cơ hội để đánh giá cái trình độ của mình để nó không có nhiều. Có chút tiếc nuối cho Lê Văn Công khi anh đã nâng được mức tạ ngang bằng với lực sĩ người Jordan nhưng vẫn đứng thứ 2 trong xếp hạng chung cuộc do trọng lượng cơ thể nặng hơn đối thủ đúng một lạng. Tuy nhiên điều đó không làm giảm đi niềm tự hào vì đã mang về vinh quang cho Tổ quốc. Không chỉ lan tỏa tình yêu thương, sự cảm thông mà còn khiến mỗi người chúng ta cảm nhận được sức mạnh ý chí và nghị lực phi thường. Các vận động viên Paralympic, họ đã vượt lên số phận để khẳng định bản thân mình. Vậy nên các vận động viên khuyết tật xứng đáng để nhận được sự quan tâm, đầu tư hơn nữa trong các chế độ tập luyện và thi đấu. Mong rằng là thể thao của Việt Nam mình, nước nhà mình quan tâm hơn, chú trọng hơn về cái thể thao người khuyết tật. Và rất mong là cái thể thao của người khuyết tật được ngày nào đó sẽ được đưa vào cái gọi là thành tích, được đầu tư một cách trọng điểm và thể thao thành tích cao hơn. Có lẽ mong muốn của Cao Ngọc Hùng cũng là mong muốn chung của tất cả các vận động viên khuyết tật Việt Nam, bởi họ đã phải nỗ lực rất lớn để vượt qua giới hạn bản thân. Trong lịch sử, Paralympic ra đời với ý nghĩa là nguồn cảm hứng và hy vọng cho một cuộc sống tốt đẹp hơn dành cho những người khuyết tật. Vậy nên, hơn lúc nào hết, chúng ta cần có sự công bằng trong việc quan tâm, đầu tư cho thể thao người khuyết tật. Vì mỗi tấm huy chương giành được, mỗi một vinh quang mang về cho Tổ quốc đều phải trả bằng mồ hôi, nước mắt và nghị lực phi thường.